Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh Hante Channel. Và các bạn ơi, không biết cái nhiệm vụ các bạn đã quậy được đến đâu rồi ha. Ở đây thì Hante đang bị kẹt ở cái nhiệm vụ là ấp trứng nha. Ở đây thì chúng ta còn phải nằm thả 5 quả trứng ra, còn ở đây cho rồng ăn, còn cái trên là thu hoạch thức ăn nha. Wow, khá là đơn giản ha. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu với đầu tiên là mua thức ăn trước nha mọi người. Sau đó thì anh em mình sẽ đến với cái nhiệm vụ là cho rồng ăn. Ở đây thì mình sẽ kiếm một cái bé rồng nào đó mình cho nó ăn nha. Wow, ở đây có một bé legend đây. Hello, con này hình như là cấp C thì phải. Con này R ha. Anh em mình sẽ cho nó tầm khoảng level 20 nha mọi người. Ui, con này là lửa băng ha. Ui, được rồi, cho nó ăn nhiều chúng ta sẽ khá là tốn kém đấy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiễn nhẹ nó luôn. Wow, ở đây thì mình còn được đó là 1, 2, 3, 4, 4 quả trứng ha. Đây, trứng này là Mythicat. À, nhưng mà mấy cái trứng này chắc mình kiếm cái chỗ nào đó chứ. Cái chỗ này để nhiều quá nó sẽ bị full đó các bạn. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ đến với là khu vực Arena đi ha. Ngày hôm nay thì anh ta có một cái bé rồng khá là dễ thương muốn review cho anh em xem. Đó chính là thành viên Heroes nha các bạn. Wow, con này thì khá là mạnh rồi. Đây, vuốt ve cho anh em xem hiệu ứng nha. Bé này sẽ sở hữu cho mình là 4 chiêu. Chiêu đầu tiên là chiêu Magic ha. Hay mình hay kêu nó là chiêu phép thuật đó các bạn. Rồi, chiêu thứ hai sẽ là mặt trăng, chiêu 3 là mặt trời, chiêu cuối của chúng ta sẽ là tuyệt chiêu lửa nha. Ở đây mình sẽ sử dụng hai con để review cho các bạn xem cho nó có cảm giác gọi là chân thật nhất ha. Ở đây thì chắc có lẽ là mình sẽ mang mặt rồng luôn đi, bộ ba cho nó hấp dẫn nha các bạn. Đó, và anh em ơi, các bạn thích mình review về bé rồng nào thì để lại bình luận bên dưới video nha, để anh ta biết mà review cho mọi người xem. Với lại các bạn nhớ để lại cho anh ta một lượt đăng ký kênh nha, để ủng hộ nhẹ cho anh ta hen. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ đến với là Macaron Gold trước nha. Chúng ta sẽ cưa nhẹ cái lượng máu của tem bạn. Bé này thì có khả năng hồi sinh nha các bạn. Khi mà nó chết nó sẽ trở lại thêm một lần nữa. Ca này thì mình đẩy cho nó đi du lịch luôn nha. Đó, sau khi mà nó đi du lịch xong nó về thì wow, anh em mình chỉ cần khều nhẹ cái thôi là hạ được đối thủ rồi nha. Tuyệt chiêu đặc biệt. Wow, nó sử dụng chiêu của Macaron Gold luôn các bạn à. Đây rồi, chẳng khác nào anh em mình lại có thêm một con Macaron Gold nữa ở khu vực này đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đang có sát thương nhân 2. Ôi, 232.000 nha. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ khều nhẹ với... mình cho cái con này đi ha. Rồi, nhưng mà cuối cùng của tem bạn là thuộc dòng Heroic luôn. Con này thì cái lượng máu của nó được tăng thêm tới 33% lượng của bạn. Các bạn thấy nó lên tới đó là 414 luôn. Chưa uống được máu ha. Rồi, pha này chắc có lẽ là mình đổi rồng đi nha. Đây. Đó, mà cà rồng nó lợi thế ở một cái chỗ đó chính là anh em mình sẽ được hút máu một cách gọi là khí thế ha. Còn nếu mà không búp được, chúng ta sẽ chỉ sang hút nha các bạn. Ui. Rồi, vị trí này thì chúng ta bế nhẹ tem bạn trước. Ui trời, bây giờ hai chiêu của mình nó đều bị ép trơn rồi nha. Rồi, lần này anh em mình sẽ cho cái bé ở giữa ra ha. Đó, lượng máu mình thấy con này máu nó trâu hơn nè. Ok, vậy là qua cửa nha cả nhà. Rồi, một hiệp nha. Hante thì thích review ở cái khu vực này hơn vì là ở đây chúng ta sẽ được chiến đấu với những cái thành viên rất là mạnh nha các bạn. Đó, vì thế anh em mình sẽ trải nghiệm một cách gọi là chân thật nhất về những cái thành viên mà anh em mình muốn review. Chỗ này thì chúng ta sẽ đến với đó là cái nhân vật Macaron Gold, một con Heroic. Ở đây thì chúng ta sẽ còn thêm một cái bé Legend nữa. Con này cũng là level là tầm khoảng 70 nha. Wow, em này thì có khả năng hồi sinh nha. Ui, lượng sát thương tăng lên tới 48% nha mọi người. Và cái thành viên này nó sẽ được đam với mấy cái con Vodos nha. Anh em mình tốt nhất là nên tránh nha các bạn, tránh cái con này. Đó, mình mới cho cái con Macaron Gold của mình ra để nhây với cái thành viên Macaron Gold của tên bạn ha. Chứ để mà nó ăn hiếp hai cái con bên trong là anh em mình đuối đấy. Wow. Rồi, bây giờ đổi rồng được rồi đây. Lần này thì anh em mình cho cái bé. Đây,
sẽ chiêu đặc biệt luôn ha. Đó, sẵn bút được ít máu cho Macaron Gold bên trong. Wow, khả năng giật đam khá mạnh. Bây giờ mình xài chiêu đặc biệt ở giữa coi nó cho ra chiêu gì. Vẫn là khả năng bút máu các bạn ạ. Ổn đấy. Rồi, lần này sẽ là khả năng hút máu lại nha. Cái dàn Macaron của anh em mình đó là khả năng búp với hút đó là rất là tuyệt vời luôn các bạn. Giúp cho anh em mình máu không bao giờ bị sợ hết hết. Wow, nhưng mà tên bạn mà mấy cái con mạnh mạnh là anh em mình nên cho mấy cái bé mà máu nó nhiều nhiều ra trước nha. Các bạn thấy nó vả nhiều cái sát thương nhân 2 là anh em mình đuối lắm luôn á. À đây mình còn thành viên này nữa nè. Rồi ok, qua cửa nha mọi người. Con này nó không có khả năng hồi sinh cho nên nó là victory. Ổn hen. 45, 50, 45. Ôi mình kiếm đội hình nào nó khác khác tí đi hen. Đây level 70 nha. Lần này là Titan nữ hoàng Macaron với vẫn con là một con Macaron băng ha. Rồi vô kèo. Vị trí này thì chúng ta mình sẽ phá giáp của tên bạn trước bằng từ chiêu mặt trăng nha. Ok, sau khi phá được cái bộ giáp Titan rồi thì anh em mình mới bật cái hút máu lên. Con này nó không có sát thương nhân 2 với mình cho nên là đó, chỉ vô. Rồi 36 kế, bây giờ phải đổi người rồi. Chỗ này thì chúng ta sẽ xài chơi chiêu đặc biệt luôn đi ha. Chiêu đặc biệt lần này của mình vẫn là khả năng bút máu nha mọi người. Đó. Rồi, pha này hút máu thêm cái nữa đi chứ mới bị mất máu à. Và còn về bé nữ hoàng này thì khả năng giật đam lên tới 224.000 chỉ trong một chiêu thôi mà đã kéo mình còn có chút xíu máu luôn ấy. Rồi, vô kèo nha. Ca này thì đổi đi. Bụp luôn. Trở lại thêm một lần nữa với khả năng hồi sinh và nó xài chiêu lửa. Rồi chiêu này thì không có sát thương gì với mình hết. Không có sát thương cao ấy. Wow, nhân vật cuối cùng của team bạn. Ui, thì chiêu lửa mới ra được nhân 2 nè. Ngon lành nha, victory. Rồi, sương sương thì bây giờ anh em mình vua cũng được 3 trận rồi ha. Chỗ này thì đội hình này hơi khó một tí. Nếu mà thành viên này, à đúng rồi, anh em mình hãy mang cái con Kama đi. Đây, anh em mình sẽ mang cái bé Kama của mình ra để trị cái con này các bạn. Cái con này chỉ có Kama mới gánh nổi nó thôi, chứ mấy cái con khác là quýnh đuối lắm. Ôi. Rồi bây giờ thì anh em mình bắt đầu cưa nhẹ cái giáp của tên bạn nha. Tên bạn này sử dụng chiêu đặc biệt quýnh 2 lần các bạn à. Bật cái hút máu luôn. Ui, anh em mình không đủ máu để chịu đựng luôn các bạn ơi. Căng nha. Đúng là máu mỏng biết làm sao sống nổi đây. Rồi chỗ này thì anh em mình sẽ đến với Kama's Heroic. Rồi xin trở lại thêm một lần nữa và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang bé này đi ha, cho nó lụm tem bạn. Wow, búp được ít máu là ngon rồi. Ui trời ơi, muốn hết cây luôn. Ui trời, cái con này nó lại trị nó lại trị mình biết đâu. Bức xúc quá thôi mình lụm nó luôn. Ai kích miễn nhiễm sát thương cho mình rồi. À tầm này thì anh em mình có thể chơi trò hút máu được đây các bạn. Hồi sinh trở lại 70 mấy ngàn. À thôi, ôi không ổn lắm nha. Cái giáp của mình đi du lịch rồi. Bây giờ mình chỉ còn lại một con thôi. Bây giờ tính toán thì sao giờ nha. Con này nó có miếng máu hút quá thì cũng chả làm ăn được gì. Đây thì mình chỉ có một bé gọi là trâu nhất ở đây thôi. Máu tầm khoảng 200. Ôi, kích miễn nhiễm mình được rồi. Bây giờ anh em mình tính toán thì sao giờ nhờ. Thiệt là khó xử quá đi.
Nếu như mà mình bụp nó thì nó ngụm của tỏi đó, nhưng mà nó sẽ hồi sinh trở lại, chơi nó luôn chứ sao giờ. Đây, nó quýnh nhẹ nhẹ anh em mình còn sống không? Ôi, con này nó không có nhẹ được các bạn ơi, nó quá mạnh rồi. Rồi, lần này anh em mình hạ được đối thủ nha, nhưng mà mình phải hy sinh hết một cái con xịn sò của team mình để có thể cầm cự được. Đổi rồng. Rồi, lần này thì để xem đội hình của team bạn coi. Heroic, hai con ma cà rồng, vô kèo luôn. Wow, mới vô thì anh em mình sẽ xài, ui, team bạn nó tới là gần 300.000 máu. Và mình biết đó là cái tuyệt chiêu đặc biệt này của mình, cho dù là nó đặc biệt nhưng mà nó vẫn không đủ đam lên tới 300 mấy các bạn. Ôi, chỗ này thì anh em mình có thể quýnh được cả ba ha. Nếu mà xài chiêu chiêu nào cũng được, miễn bụp được cả ba con là cũng ngon. Đây, nhìn sơ thì tên bạn sẽ còn lại hai bé nha. Ca này thì cho Macaron Gon ra thôi, hết cách rồi. Wow, nó quýnh hai lần cơ, nguy hiểm. Ui, ui chà, khó thế nhờ. Ôi, bây giờ anh em mình toán sao giờ. Ôi, thêm được một lượt đánh nữa các bạn ơi, chơi vậy mới chơi lợi chứ. Đây đây đây, máu, cái chiêu hút máu của anh em mình xài được rồi nè. Tốt. What, trời ơi, nó không còn được một giọt luôn. Ca này nó quýnh hơi thốn nha. Ôi, cái con này nó ra nó xài cái chiêu đặc biệt, quýnh cả ba con là anh em mình đi du lịch sao bờ luôn á. Ca này khoai thế. Rồi, gồng lên. Wow, 130 mấy. Trời ơi, mém ngụm cua tỏi cái thành viên Mặt Rồng Gold của mình. Nằm bên trong mình nó rung như cây sấy luôn. Lần này thì anh em mình chơi cái hút máu đi. What, 21.000 các bạn ơi, lượng đam này nó mạnh kinh khủng nha. Vô. Wow, thôi cái bé này lợi hại quá. Rồi, diễn luôn. Trận này qua cửa được các bạn ơi, nhưng mà đội hình tay bạn nó quá mạnh, nó đẩy anh em mình đi du lịch xa bờ luôn rồi. Hai thành viên trùm cuối của anh em mình mà nó đẩy gọi là. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ ra ngoài nha. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho Hunter một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.